Mến chào quý bà con cô bác đã đến với kênh Nhật Nam TV. Lúc này tôi đang có mặt ở trên cung đường đèo thuộc đèo Lò Xo, được cánh tài xế ví như là một cái con đèo tử thần hay là một cái con dốc tử thần nối liền hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tại sao gọi là đèo tử thần hay dốc tử thần? Thực sự đó là nỗi ám ảnh của bất kể một tài xế nào khi mà di chuyển lên cái con đèo này. Với một cái địa hình thực sự rất phức tạp và rất là nhiều khúc cua gấp khuỷu, tạo nên là một cái chặng đường đi thực sự khá gian truân. Và nơi đây diễn ra rất là nhiều những vụ tai nạn thực sự kinh hoàng, khiến cho những ai mà biết đến con đèo Lò Xo và có ý định di chuyển ngang thì họ phải chuẩn bị rất là kỹ về mặt xe máy cũng như là kiểm tra tất cả các yếu tố trên xe. Vì nơi này thường xuyên xảy ra những cái vụ tai nạn thảm khốc. Vào năm 2005 thì có một cái đoàn cựu chiến binh xuất phát từ Đống Đa, Hà Nội. Họ di chuyển lên trên đèo Lò Xo nhằm mục đích hướng về chiến trường cũ và thăm lại chiến trường cũ. Thì không may đoàn đi 33 người và rớt xuống đèo. Và mất 29 người. Và ngày hôm nay trên cái khúc cua tử thần đó, nằm trên con đường đèo Lò Xo phía trước mặt quý vị khán giả, thì được lập hẳn trang miếu và thờ những vị đó. Và trước năm 2005, trước những cái vụ tai nạn đó diễn ra, thì ngay khúc cua tử thần này cũng đã có rất là nhiều những cái vụ tai nạn thương tâm diễn ra. Và có rất là nhiều trang miếu và những cái thờ tự các vị ở khúc cua tử thần này. Và ngày hôm nay trên chuyến hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Nam thì Nhật Nam TV có đi ngang qua cung đèo Lò Xo và cũng muốn quay lại cho quý vị khán giả xem cái khúc cua tử thần được cánh tài xế truyền tai nhau nó như thế nào, và những cái câu chuyện tâm linh ở cái khuỷu cua này nó khủng khiếp ra sao. Và chuyến hành trình này, thưa quý vị khán giả, thì Nhật Nam TV đi bằng xe máy. Phía trước mặt quý vị khán giả thấy có một cái hộc nhỏ, đó là cái ngôi miếu. Cái ngôi miếu trong thời gian trước đây được cánh tài xế cũng như là chính quyền địa phương ở đây xây dựng để thờ tự những cái vong linh, những cái vong hồn bị mắc nạn ở khu vực đèo Lò Xo ngay khúc cua tử thần này. Nhưng mà hiện tại lúc này cái tình hình phía bên đó bị sạt lở nên đó là dời về bên phía đối diện, hiện tại rất là khang trang. Xíu nữa em sẽ di chuyển qua phía bên đó để là cho quý vị khán giả xem. Bên cạnh đó ngay khúc này thì quý vị khán giả có thể thấy đây là một cái lan can được hỗ trợ để là niềng không cho xe cộ vượt qua khu vực này. Bên cạnh đó, đây là một cái khúc cua cực kỳ gắt. Quý khán giả cũng có thể thấy xe lên dốc đèo rất là đứng và rất là nặng nề để là di chuyển lên phía bên trên. Bên cạnh đây, quý khán giả có thể thấy những cái vỏ xe, lớp xe được vỏ xe, lớp xe được để xếp thành một cái hàng dọc theo cái khúc cua. Thì quý vị khán giả có thể thấy là cái độ nguy hiểm của khúc cua này như thế nào. Rất dễ dàng lọt xuống đèo nếu mà chúng ta không kiểm soát được tốc độ. Cái công dụng của những cái lớp này nè, cái thứ nhất là tránh va đập, hạn chế va đập. Và ở đây có một cái bát nhang thì đã gọi là một khúc cua tử thần. Và trên cái khúc cua này chắc chắn có rất là nhiều những cái vụ tai nạn thảm khốc đã từng diễn ra. Và những cái hình ảnh bát nhang và những cái như thế này
là một cái chuyện chắc chắn sẽ thấy khi mà quý vị khán giả di chuyển lên cái cung đường đèo này. À, và quý khán giả có để ý một điều rằng á, là những cái vỏ xe, những cái lớp xe cũ này được sơn cái màu đỏ và trắng. Cái thứ nhất là rất là bắt mắt, để cho cánh tài xế mà khi di chuyển ngang khu vực này họ dễ dàng nhìn thấy được rằng à, đây là một cái khúc cua và cái điểm này là đặc trưng của cái cung đường đèo và Lò Xo này. Lúc này dốc cũng rất là đứng và chúng ta sẽ là tiến hành là đi bộ lên phía bên trên cái miếu nơi thờ tự những cái vị đã mất ở khu vực này. Giang tầm qua phía bên kia thì quý vị khán giả thấy đây là khu vực dách núi. Nếu mà rời khỏi cái cung đường đèo này thì chúng ta sẽ rớt về cái dách núi phía bên đó. Ở đây đa phần là những cái người dân thì gọi là dân tộc, những cái người ở đây người ta kêu người dân là người dân tộc đó cả nhà. Thì họ có khai hoang những cái mảnh đất ở phía dưới để trồng khoai mì, khoai sắn, rồi cây ăn trái rất là nhiều nhiều kiểu cả nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Phía trước mặt quý vị khán giả là nơi thờ tự, là ngôi miếu thờ các vị gặp tai nạn ở nơi này, các vong hồn gặp tai nạn ở nơi này. Bên cạnh đó, phía xa bên đó thì có ba ngôi am có thờ mẹ Quan Âm. Nguyên nhân là do các khu vực này sạt lở. Em sẽ mời quý vị khán giả di chuyển qua phía bên đó vào một xíu nữa. Phía xa xa kia có một chiếc xe máy đậu và có rất là nhiều đồ đạc phía bên trên. Đó là chiếc xe mà Việt Nam dùng để di chuyển trên cái quãng đường rất là dài. Đây cũng là một cái ngôi miếu trên cái khung đường này. Quý khán giả có thể thấy nhang được cắm ở khắp mọi nơi ở cái dốc Tử Thần trên khung đường đèo Lò Xo này. Đây. Như thế này nè cả nhà. Mô Phật. Thưa quý vị khán giả thân mến, như thế này. Trong thời gian khoảng ít phút trước khi mà di chuyển tới cái cung đường đèo này thì em đã có tiến hành là đốt những cái nén hương và xin phép có một cái buổi gọi là quay phim ở cái khu vực này để chia sẻ là những cái sự kiện cũng như là những cái câu chuyện ở đây. Một ngôi miếu ngày hôm nay thì trên kênh có sự đồng hành cùng sư thầy Nhật Trung. Hiện tại quý thầy đang ở phía bên kia để là ngồi nghỉ ngơi. Đây, trước mặt quý khán giả đây là nơi thờ tự. Cái ngôi miếu này rất là trang nghiêm, có thờ mẹ, Phật và đường Tam Tạng. Đây là cái lư hương. Mô Phật. Thì trên phía trên đây có một cái bảng ghi rất rõ ràng. Nơi đây 29 thành viên của đoàn hội cựu chiến binh phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội bị tử nạn trong chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa vào ngày 21 tháng 4 năm 2005, tức ngày 13 tháng 3 năm Ất Dậu. Thăm lại chiến trường xưa thì quý vị khán giả biết rồi đó, nếu mà thăm lại chiến trường xưa thì toàn những cái cụ, những cái ông, những cái bà sinh năm 1930 tới năm 1940 thì hiện tại họ cũng rất là lớn tuổi rồi. Và khi mà về thăm lại chiến trường xưa ở dãy Trường Sơn đó thì gặp phải một cái tai nạn thực sự đáng tiếc. Ô Phật, con xin phép
mới nãy Bô Phật, con mời thầy. Bô Phật, nếu mà có điều chi lỡ lời thì con xin lỗi các vị ở đây. Thực sự mà nói thì trong chuyến hành trình khám phá mới nãy thì có qua phía bên kia để là xin phép có một cái cuộc quay phim khám phá về nơi này, nhưng mà chưa có qua khu vực này để đốt nhang cũng như là xin phép cả nhà. Quý vị khán giả cứ nghĩ xem, một cái bó bông được đặt như thế, một cái bó bông được đặt như thế mà nó xoay 180 độ để lật thì đó không phải là một câu chuyện tâm linh như quý vị khán giả thường biết hay không? Nếu có điều chi mạo phạm thì con xin phép xin lỗi. Vâng, thưa quý vị khán giả, còn phía bên đây, phía bên đây là cái khu vực trước đây để là thờ cúng và là đặt những cái vị ở đây. Nhưng mà do cái quá trình sạt lở thì cái phía trang được dời qua phía bên kia. Cả nhà có thấy là ở dưới phần này đã được sạt lở hết rồi. Đây là cái cung đường lũi xuống là đèo nè cả nhà. Hiện tại có những cái cây cỏ mọc tùm ở khu vực này. Phía bên sau ngôi miếu màu đỏ này thì cả nhà có thể thấy có rất là nhiều những cái hộc nhỏ nhỏ như thế này. Có thể là những cái phần như thế nào đó thì mình cũng không biết, chắc là phải phía xa đó thì có một cái đoàn thấy mặc đồ quân đội cả nhà. Họ có thể là họ di chuyển, họ du lịch như thế nào đó thì họ tới đây, họ đốt những cái nén hương tới với cái khu vực cung đèo này. Quý vị có thể thấy là đa phần những chiếc xe khách mà khi mà di chuyển ngang cái khu vực đường đèo này thì họ thường dừng chân ở cái đèo Tử Thần này để đốt những cái nén hương cho những cái vị ở đây. Thì chúng ta chờ đôi phút để chờ thầy Nhật Trung để là chia sẻ về cái câu chuyện của ngôi miếu này. Bô Phật, con chào thầy ạ. Bô Phật. Vâng, thưa quý vị khán giả, do thầy Trung cũng có đi cúng kiến và nhiều lần ghé tới cái ngôi miếu này nên là cũng có biết được cái quá khứ cũng như là cái sự việc nó diễn ra như thế nào ở đây hả thầy ạ? Bô Phật, thầy biết rất là nhiều về cái câu chuyện ở đây. Nhưng mà thôi, để thầy vào làm lễ thắp nhang để cầu nguyện cho các chú các bác thôi nè. Vâng, trước khi mà thầy tiến hành là đốt những cái nén hương cho những cái vị ở này thì mới nãy có một cái sự việc gọi là tâm linh. Con không hiểu lý do tại sao mà khi mà nói tới cái sự ra đi đau lòng của những vị ở đây thì cái bó bông nó đột ngột nó ngã và nó xoay một vòng tròn vậy luôn ha. Dạ. Con quay được luôn hả? Dạ, con quay được trong camera luôn. Dạ, chắc có lẽ con kể tới câu chuyện đau lòng của người ta chứ gì. Dạ. Tức là ở đây con nhớ là ở đây là nó còn những cái hồn thiêng của các chú các bác rất là nhiều. Và các chú các bác ngự đây rất là đông. Và khi con nói về cái vấn đề của họ đó thì họ cảm ứng á. Vâng. Nó cảm ứng phải là có một cái gì đó để cho chứng minh rằng có các vị đó ở đây. Dạ. Để cho con thấy được cái chuyện tâm linh và cái niềm đau nỗi khổ của các vị đã từng bị mất do vụ tai nạn đó xảy ra. Dạ. Con mời thầy. Một vật. Vâng, thì thưa cả nhà, trong cái chuyến hành trình từ Sài Gòn đi làm công việc của sư thầy Nhật Trung thì hai thầy trò quyết định là sử dụng xe máy để là trên đường di chuyển thì có đốt những cái nén hương cho các vị hương linh ở những nơi linh thiêng và những cái người
mất lâu ngày mà không có được nhang khói đó cả nhà. Thì ngày hôm nay trên cái chuyến hành trình tới đây, thì khi mà đi tới cái cung đèo này, tới cái khúc đường ngay phía tay Việt Nam TV chỉ, thì có thể là do chiếc xe máy không chạy nổi, và cũng có thể là do một cái vấn đề hoặc là một cái câu chuyện tâm linh mà chiếc xe nó nặng nề và nó dừng lại tại cái khúc cua này. Và hai thầy trò quyết định là sẽ dừng lại và đốt nhang cũng như là tìm hiểu về cái khúc cua tử thần thuộc cái đèo tử thần, đèo Lò Xo này thưa cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thắp nén nhang lòng kính dâng đến chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và chư vị thiện thần, thổ thần nơi đất địa này. Chứng minh gia hộ, hôm nay con đi ngang đây, cũng như thường lệ con đã từng ghé cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân trong vụ tai nạn năm xưa nơi cái địa phận này. Một cái mất mát rất là đau thương cho tất cả gia đình quyến thuộc của các nạn nhân, cũng như sự đau lòng mất mát đau thương của tất cả nhân dân trong cả nước. Các chú các bác là cựu chiến trường xưa về thăm lại chiến trường Trường Sơn của mình, qua đây gặp tai nạn này thật là thương tâm. Đến nay đã tròn 19-20 năm rồi mà hồn thiêng của các chú các bác, các vị nơi này cũng được ứng linh rất là nhiều. Mỗi lần con qua đây gần như là linh cảm của các chú các bác và hồn thiêng của các vị luôn luôn níu chân con ở lại. Mặc dù đi xe Honda hoặc là xe hơi hoặc là phương tiện nào đi chăng nữa, không biết duyên lành gì mà mỗi lần con qua đây đều được sự trợ duyên của các hồn thiêng của các chư vị nơi này. Nếu con ở lại để thắp nén nhang cầu nguyện cho tất cả được siêu sanh thoát hóa, được trở về với gia đình, được trở về với nơi ấm vui của tổ tiên dòng tộc của mình, cũng xin cầu chư Phật mười phương, chư Hiền Thánh Tăng, chư Đại Bồ Tát quang lâm phóng ngọc hầu quang tiếp độ cho tất cả chư vị hương hồn, linh hồn nơi đất địa này. Xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, trong đó có vụ tai nạn thương tâm nhất là vào ngày 21 tháng 4 năm 2005, cách đây đã tròn 19 năm qua. Và con thành tâm khấn nguyện tất cả chư vị thiện thần, thổ địa thành hoàng, đất lai thổ sở, thân sơn thần nơi rừng núi Ngọc Linh linh thiêng này, cũng chứng minh gia hộ cho tất cả hương hồn được bình yên, vạn sự như ý, trở về với quyến thuộc gia đình, hoặc là thoát siêu sanh tịnh độ, hoặc tái sinh về cõi an lành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Bát. Mô Phật. A Di Đà Phật. Lúc thầy cắm những cái nén hương, con có nghe một cái âm thanh như là một cái tiếng chuông. Dạ hả? Vâng. A Di Đà Phật. Chắc đâu cái này sự cảm ứng gì đó chắc con lắng nghe được. À dạ. Chứ còn thầy thì thành tâm cầu nguyện ở đây lần này là cũng phải trên dưới 10 lần. Vâng. Mỗi lần thầy đi qua đây đều có những cái câu chuyện tâm linh nó rất là linh thiêng và dạ, nó cảm ứng đến cái tâm của thầy rất là nhiều. Vâng. Cũng như sáng nay thầy trò mình đi lên đây bằng chiếc xe Honda đó, con thấy tới chỗ cái góc này là bắt đầu cái xe nó nặng. Dạ. Và tưởng chừng như cái xe đi không nổi, hoặc là mình nghĩ nó hư hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà theo thầy đó thì thầy cảm nhận được là cái sự
ứng linh nơi đất địa này. Dạ. Có duyên với thầy đã nhiều lần cho nên thầy khởi tâm mời con đi cùng thầy chuyến đi này. Vâng thưa thầy, bên cạnh đó phía sau cái ngôi miếu này thì con có thấy rất nhiều. Đây con, ở đây đó, thầy nói cho nghe, sau khi cái vụ tai nạn này xảy ra đó, thì cái đất này nó trống. Dạ. Đất này nó trống thì cái sự linh thiêng ở đây nó có, bởi vì tất cả các người mà họ có cái tâm linh á và họ có cái lòng thành á, họ thỉnh tượng Phật rồi về để đây thì cái linh thiêng nó có. Thì những cái ngôi mộ này là những cái người thân bằng quyến thuộc ở dưới núi á, họ mất á, họ lên cho ông đây giống như nương dựa vào Phật á. À con hiểu không? Dạ. Để nương dựa vào Phật đó. Vậy ở đây là những cái mộ gọi là đa số là mộ thai nhi á. Vậy đây là những ngôi mộ? Đúng rồi, ngôi mộ thật con. Ngôi mộ thật của những người dân á. À, dạ. Tại vì ở nơi này ngày xưa nó rất là linh thiêng. Khi mà vụ tai nạn xảy ra đó thì rất nhiều người họ phát cái tâm, họ thỉnh tượng Phật về tôn thờ ở đây. Cho nên từ đó họ nâng dựa vào cái đất linh thiêng này nè, họ chôn những cái người thân bằng quyến thuộc của họ mất ở đây. À, dạ. Để họ lập lên cái nơi này. Hiện tại con thấy cái ngôi miếu này được dời qua phía bên kia đường. À, thì quý thầy có biết là lý do tại sao của mà cái việc đó là diễn ra không thưa thầy? À, theo thầy biết á là như con thấy cái cung đường này nè, nó rất là nguy hiểm. Dạ. Tại vì phía bên này là cái phía đường đi lên. Cái đường đi lên thì nó nằm ngay giữa vòng cung. Ở những cái xe cộ mà lên đây người ta hay ngừng lại, người ta đốt nhang, nó rất là nguy hiểm cho tiến trình giao thông. Dạ. Mà nó rất là nguy hiểm cho tiến trình giao thông của người dân. Thì chính quyền địa phương á, người ta thấy như vậy, người ta mới dời cái đền thờ chính qua bên kia. Vâng. Để cho nó đỡ nguy hiểm hơn trên tiến trình giao thông của tất cả người dân khi muốn vào đây thắp nhang. Dạ. Đấy, cái đầu nguyện. Tiên là cái đầu tiên là ở đây. Sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm của cái sự ngừng lại để người ta đốt nhang đó trên cái cung đường này. Dạ. Xe cộ nó rất là nguy hiểm. Và dường như cái cung đường đèo này ở phần phía dưới nó cũng bị sạt lở. Nó là cái vực. Cái vực sạt lở đây nè, khi không còn sử dụng cái này để làm cái đền thờ nữa thì bắt đầu không có tôn tạo nữa thì nó rất là sâu. Dạ. Đây chỗ này cái chân nó hỏng rồi. Cái vụ tai nạn năm 2005 của 33 vị cựu chiến binh thì họ đi từ cung đường từ Quảng Nam đi qua Kon Tum. À, tức là cái hướng Quảng Nam là có nghĩa là họ đang đổ dốc. Đang đổ dốc đúng rồi. Hồi xưa cung đường này nó nhỏ thì người ta đổ, không biết là tài xế chạy sau đó thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà lao từ bên kia lao thẳng qua đây và rớt xuống đây luôn. Rớt xuống cái cung vực này. Ừ đúng rồi. Và tạo ra một cái tai nạn thảm khốc làm 29 vị mất tại nơi này. Ừ ừ. Một cái tang thương bao trùm hết cả cái vùng núi Ngọc Linh này và cái phía Đắk Lây, Kon Tum. Và cái thời đó thì mấy cái này là mấy cái trụ bê tông thôi. Mấy trụ bê tông rồi cái xe nó mới cán hết, nói chung là nó bạc hết cái mấy trụ bê tông để nó lao thẳng xuống dưới vực này luôn. Con nghe những cái tài xế mà đi ngang cung đường đèo Lò Xo này, ừ, họ nói đây là một cái cung đường tử thần. Đúng rồi. Và dường như họ kinh khủng khiếp về cái cung đường này. Cái đầu tiên có thể nói tới là cái địa hình nó lắc léo, nó ngoằn ngoèo của cái cung đường đèo. Và cái nỗi sợ thứ hai đó là cái dốc tử thần này. Ừ. Nơi rất là nhiều người đã là bỏ mạng lại nơi này. Ở đây không phải là những cái vụ tai nạn đó không đâu. Còn những cái vụ tai nạn lẻ tẻ về tai nạn giao thông là về xe cộ nữa. Và trước đó nó xảy ra rất nhiều ngay cung đường này. Và sau khi mà cái sự việc mà tai nạn thảm khốc của cái đoàn cựu chiến binh đó. Vâng. Thì người ta mới chỉnh đốn lại cái hành trình giao thông, con đường uốn nén lại cho nó bớt đi và nó cũng giảm thiểu rất nhiều cái vụ tai nạn sau này xảy ra. Dạ. Từ đó thì người dân người ta mới thờ tự tượng Quan Âm rồi tượng Địa Tạng rồi để người ta cầu nguyện. Thì dạ, cũng vượt thoát được rất nhiều cái tai nạn ở trong cái tâm linh. Vâng, thì thưa sư thầy, lúc này chúng ta đang ở cái điểm đầu tiên được thờ tự. Cái miễu đầu tiên, nhưng mà do cái quá trình nó gây nguy hiểm cho những cái người di chuyển lên phía trên đây để là đốt nhang. Và cái vấn đề thứ hai là nó hiện tại nó cũng sạt lở.
thì mới dời về phía bên kia để tạo thành một cái ngôi miễu khá là hoành tráng và trang nghiêm. Ừ. Thì con mời thầy đồng hành di chuyển qua phía bên kia cũng bộ Phật đốt những cái nén hương cho các vị. Trong đoạn video ngày hôm nay thì quý bà con cô bác cũng đã thấy được cái khung đường đèo Lò Xo với cái tổng cái diện tích chiều dài 37 km, nối liền từ khu vực Kum Tum tới Quảng Nam. Bất cứ mà ai mà muốn di chuyển trên quốc lộ 14 đi từ Kum Tum qua Quảng Nam hoặc là từ Quảng Nam qua Kum Tum thì chắc chắn một điều là sẽ di chuyển qua cái khu vực đường đèo này. Đa phần những cái vụ tai nạn nó diễn ra từ hướng Quảng Nam đổ về Kum Tum, khi mà đổ dốc đèo với tốc độ cao và không nắm được cái tình hình kiểu như là đường đó, thì rất là dễ dàng gây ra những cái tai nạn. Phía bên đây là chiếc xe của Việt Nam và chiếc xe máy này đã đồng hành rất là lâu cùng Việt Nam TV và sư thầy Nhật Trung để đi một cái chuyến đường. Ô chú cha ơi, thầy ơi, xe đụng bánh mềm rồi. Trên đèo mình có cách nào để là bơm bánh xe được không thầy? Này chưa biết luôn á, để từ từ tính. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Mô Phật, nếu mà không bơm bánh xe được thì mình đâu có di chuyển tiếp được hả thầy? Ừ. Ok, mình tiếp tục đốt những cái nén hương. Thầy Di Lặc Phật. Để xem sẽ khắc phục cái sự cố này như thế nào nha cả nhà. Tại vì em cũng muốn là quay cái chuyến hành trình cái con đường đèo Lò Xo này cho quý vị khán giả cùng được xem. Vâng thưa cả nhà mình ơi. Đây là hai ngôi miếu, một ngôi miếu thờ mẫu, thờ mẹ Quan Âm, và một ngôi miếu phía bên đây là thờ những cái cụ 29 vị cựu chiến binh đã mất tại đây. Đây là cái đường để lên phía bên trên. Cái không khí ở nơi này rất là trang nghiêm. Đây, rất là rộng rãi. Phía sau là cái khu vực vách núi. Còn đây là cái khu vực ghế đá, chỗ để cho là người lên xin đây thắp hương, rồi có mệt mỏi á là có thể là ngừng lại tại đây để là đốt những cái nén hương nha cả nhà mình. Dường như phía trên kia có trường học. Thấy có rất là nhiều những cái em học sinh đang di chuyển từ phía bên trên kia xuống đây. Hôm nay con ghé lại đây đốt nén nhang cho tất cả các cô, các chú đã từng bị tai nạn, tử nạn trong chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa ngày 24 tháng 4 năm 2005, tức ngày 13 tháng 3 năm Ất Dậu. Con xin cầu nguyện, đốt nén nhang lòng cầu nguyện cho tất cả hương hồn, các cô, các chú đã xảy ra tai nạn này được bình yên, được nương nhờ vào công đức của cửu huyền gia tiên thất tổ cũng như sự chiếu cố Quan Lâm Bồ Tát từ bi của Phật, phóng hầu quang tiếp độ cho tất cả cô chú được trở về với gia tiên, gia đình được trở về với đất mẹ bình yên
và xin cầu nguyện chư Phật phóng quang tiếp độ cho tất cả hương hồn của cô chú tử nạn trong vụ tai nạn năm xưa được siêu sanh thoát khóa, tái sinh nơi cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, thì con mời thầy qua phía bên này. Mô Phật. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, thì lúc này quý vị khán giả đã thấy được là cái tình hình của chiếc xe của hai thầy trò là hiện tại là lủng lớp giữa đèo, và lúc này cũng đã có là điện thoại cho bên phía là cứu hộ để là hỗ trợ cho cái việc này. Bên cạnh đó thì thầy Nhật Trung, thầy có chia sẻ là trong cái quá trình đi ngang đây, và thầy đã ghé đây hơn 10 lần, thì liệu có cái sự ứng linh như thế nào mà khiến mỗi lần sư thầy đi ngang cái khu vực đèo Lò Xo này đều phải ghé tới đây để đốt những cái nén hương và chú nguyện cho thầy? A Di Đà Phật. Con xin chia sẻ với Nhật Nam nhiều điều về cái sự linh thiêng nơi cái nơi địa bàn này. Rồi cách đây cũng đã lâu rồi, lần đầu tiên á thầy đi ngang đây đó thì thầy không có biết cái vụ tai nạn đó, nhưng mà lúc đó là đi với xe 4 chỗ của chú Phật tử lên tới cái khúc dưới đó, dưới cái đền tí, là từ dưới con tôm chạy lên á, cái xe tắt máy, và trên xe thì có hai vị thầy bạn nữa với thầy với lại chú Phật tử là 4 á. Mới ngừng lại thì mới ngạc nhiên, lúc đó là 6 giờ rưỡi tối, thì ngạc nhiên nhìn qua thì thấy cái đền thờ. Mặc dù tai nạn đó mình biết trên báo chí thôi chứ mình không biết cái địa điểm, nhưng mà khi chạy ngang đây lần đầu tiên là mới biết cái địa điểm đó, thì vô đốt nhang cầu nguyện. Từ đó về sau này đó, mỗi lần thầy đi qua nó giống như có một cái duyên, là như thế nào đó, bằng mọi giá như thế nào đó, không cái này thì như cái kia, buộc mình phải ngừng lại để đốt cho được cái nén nhang để cầu nguyện cho tất cả các chú. Và có một cái câu chuyện nó đây là riêng thầy thôi, cũng cách đây khoảng 6 năm thầy cũng đi Honda cũng như đi với chú vậy đó, thì đi ngang đây thì cái xe nó bị nổ lốp, cũng như hiện tượng sáng nay chúng ta xì lốp vậy đó, thì mới ngừng lại đó, thì cái chú mà đi theo thầy đó, chú mới quản hồn, chú chạy tới chỗ ôm thầy, nói cái gì ghê vậy con. Chú mới nói trời ơi thầy ơi, con chịu không nổi, mấy chú mấy bác ngồi đầy ở chỗ cái đền thờ mà thầy đâu có thấy, cái ông đó không thấy, ổng quản hồn kinh, ổng tới ôm mình. Và lúc đó mình có một cái cảm nhận nó rất là lạnh, nó lạnh khủng khiếp vô cùng, thì thầy mới ghé lại vô đốt cây nhang. Thì như là cái câu chuyện mà mình đang nói chuyện với người thật vậy đó, thì nghe rất nhiều cái tiếng nói và người ta trình bày với mình rất nhiều cái nỗi khổ. Và từ đó thầy có một cái tâm niệm rằng á, mỗi lần con đi ngang đây, xin cô chú ở nơi đất địa này, chú bác nơi đất địa này, cho con ngừng lại được thắp nén nhang để cầu nguyện cho cô chú. Kẻ được đau khổ, bị đau khổ hoặc bị cái gì đó cũng nương nhờ vào cái đất địa và thần linh, chư Phật tiếp độ cho tất cả các cô chú bác nơi này được siêu sanh thoát khóa. Và từ đó giống như cái duyên nó đến, cứ mỗi lần đi ngang là có chuyện, cũng như sáng nay thầy trò mình đi ngang nó là lũng, phải lũng lốp xe ngay khúc này, con thấy chưa? Không, khi mà mình đi tới cái khúc cua này thì cảm thấy lúc đó cũng chưa phát hiện ra là lũng lốp xe, nhưng mà thấy nặng nề, thấy nặng nề, nên là mới là Nhật Nam mới nói với thầy sư thầy Nhật Trung thôi là khi mà tới duyên ngay chỗ này mà thấy nặng nề và có rất là nhiều miếu, hai thầy trò quyết định là ghé lại đốt những cái nén hương. Thì khi thầy Trung nhìn qua ngó lại thì mới sực nhớ đây là nơi của
29 vị đã mất. Ừ, ừ. Tại vì hôm nay á, qua cái mùa dịch á, là năm này năm thứ ba thầy mới đi lại. Dạ. Thành ra xây dựng cái này là thầy không có biết nó thay đổi như vậy. Cái thành ra mình không có cảm nhận là cái địa điểm nó bị cũ, bị thay đổi. Cho nên mình không có nhận ra. Rồi tới lúc mà cái xe nó bị trao, nó nặng nề, mình mới ngừng lại thì mình mới ngạc nhiên là đúng y cái điểm này. Dạ. À. Vâng, và thưa quý vị khán giả, khi mà tới đây thì sư thầy Nhật Trung cùng Nhật Nam cũng đốt những cái nén hương cho những cái vị ở nơi đây, nơi khúc cua tử thần trên đèo Lò Xo, hay gọi là đèo tử thần đó cả nhà. Đây là nỗi ám ảnh kinh khủng khiếp của tất cả các vị tài xế khi mà đi ngang cái khung đường từ Kum Tum của Quảng Nam. Và lúc này như tình hình thì quý vị khán giả cũng đã thấy chiếc xe của Việt Nam cũng đã lũ lớp và hiện tại sẽ chờ đợi đội cứu hộ để là họ tới đây họ cứu mình, để là vá xe hoặc là có thể là thay lớp xong rồi tiếp tục cái chuyến hành trình đi lên cái cung đường đèo này. Và mong rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục đồng hành để xem cái đèo tử thần này, cái địa thế nó như thế nào và những cái khúc cua nó gấp gáp như thế nào mà khiến cho cánh tài xế khủng khiếp tới như vậy. Mời quý vị khán giả tiếp tục đồng hành thôi cả nhà. Mặt ông rừng xịt này cả nhà, rất là kẹo, có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần, hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì quý vị khán giả đã thấy lúc này thì đã là sửa xong cái bánh xe. Thưa thầy Nhật Trung đang tiến hành là hỗ trợ để là chuẩn bị tiếp tục cái chuyến hành trình nha cả nhà. Đồ đạc hai thầy trò rất là nhiều. Và chiếc xe này cũng khá là tội nghiệp cho nó quý vị. Xe chiến của Việt Nam đó, không phải đơn giản đâu. Và tình hình là như thế này. Lúc này thì nhờ sự hỗ trợ của thầy Nhật Trung sẽ là chở, còn Nhật Nam thì ở phía bên sau để là quay phim, tiến hành là chinh phục phần còn lại khoảng một tiếng đường đèo Lò Xo, một con đèo gọi là tử thần của cánh tài xế. Và rất là mong quý vị khán giả là ủng hộ, đồng hành cùng nhau chinh phục đoạn đường đèo này. Mời cả nhà. Lúc này thì đeo nón vô cả nhà, chuẩn bị rất là khang trang, đầy đủ để là tiến hành chinh phục những cái cung đường như thế này. Ok chưa thầy? Đây là cả nhà, một cái bịch ni lông từ Sài Gòn trùm cho tới là đây luôn. Khi mà qua cái khung đường đèo này á thì là tới cái khu vực Quảng Nam. Cũng một cái cung đèo, cũng một cái khu vực, nhưng mà quý khán giả có thể thấy ở phía xa xa bên đó mây và sương mù rất là dày đặc, mặc dù trời lúc này hiện tại là nó rớt cho khoảng là 12 giờ trưa rồi cả nhà. Phía khu vực này thì vẫn còn rất là nóng. Ok, mình di chuyển thôi thầy. Lên đường. Phải không? Để phụ. Ok, bắt đầu cuộc hành trình nào cả nhà mình đây. Lên nha thầy. Vô số để cột hả?
mà trời mưa như thế này mình có thể di chuyển lâu được không thầy? Được, nó mưa từng đoạn á. À. Mưa dông từng đoạn á. Đây nè, mưa rồi nè. Đặc điểm của từng khu vực, từng vùng miền á cả nhà. Kia có nhà đây nè, mình có thể nhờ là trú ở khu vực này. Thank you.
bên là của Quảng Nam, một bên của Công Tâm.
này trời bắt đầu nắng. Thay lớp, thay bi. Ồ,